Chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với channel của mình. Hôm nay mình theo chân các bộ lão đi vào rừng sâu để bẫy thú. Nãy giờ đang lo bật máy quay, không biết được mấy bộ lão đi đâu mất rồi. Hy vọng là mình không bị lạc. Đây là một khu rừng giáp biên giới Lào. Đã rất lâu rồi mình không đi rừng. Chết rồi. Hôm nay lại có dịp theo chân các bậc tiền bối đi rừng. Không biết họ đi rừng nào rồi. Đâu quá các bạn. Đừng này không nhỉ. Mình đang quay bằng điện thoại và sử dụng gimbal chống rung ba trục Zizu Spark 4. Hy vọng là hình ảnh không quá rung. Địa hình đồi núi trơn trượt nên đi rất là rung nha các bạn. Qua đây cũng có thể là test được cái gimbal 30 này. Đây. Rất là dốc nha các bạn. Đây là con đường mình vừa đi qua. Chắc mình phải đi nhanh nhé. Các bộ lão bỏ rơi mình rồi. Chạy nhé các bạn. Tí nữa khi tới nơi đặt bẫy mình sẽ review cho các bạn xem kinh nghiệm của các bộ lão này đặt bẫy nha các bạn. Mình đang theo một đoàn người dân tộc Triêng sống ở thôn Đắc Ba, xã Đắc Dục, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Con Tum nha các bạn. Trước mắt mình là một cái lán. Xuống đây phải lấy cái lá cây trong người ra. Đây là một cái lán nha các bạn. Bỏ tới nơi đóng quân rồi. Đây nè, suối tắm này. Đây là một già làng. Đây mới thực sự là già làng các bạn. Già làng đang nghiên cứu cái gì đấy. Xong nồi được giấu ở dưới này. Đây. Rồi, tạm dừng tí là mình sẽ review tiếp cho các bạn xem nhé. Chúng tôi vừa tới lán và bây giờ chúng tôi chuẩn bị nấu cơm. Bây giờ chúng tôi đang theo chân của già làng đi tìm rau rừng. Và thứ rau mà già làng bảo đi tìm đó là môn dóc. Thì chúng ta xem môn dóc là loại rau như thế nào nha các bạn. Trước mắt mình có một cây thiệt to luôn. Loài môn dốc là loài như thế nào, ăn được hay không, chúng ta cũng theo chân già làng
Dạ rồi, nhưng mà mình theo còn không kịp đấy các bạn. Dự kiến là đi chuyến đi rừng này ngủ lại rừng 2 đêm. Không biết là điện thoại có đủ pin để thực hiện cái chuyến review này cho các bạn xem không? Đoạn này đang đi tạm thời tắt máy, vừa tiết kiệm bộ nhớ vừa tiết kiệm pin. Đến đoạn nào hay hấp dẫn thì tiếp tục mình sẽ review cho các bạn cùng xem nhé. Mình đi cảm thấy vừa đi vừa chạy mà vẫn không kịp. Đây các bạn, chỗ này là cái chỗ người ta làm bẫy, là cái cần bẫy đấy, cái cần bẫy. Đây nữa này, làm bẫy đây, bẫy người phải. Đấy, đây thêm một cần nữa. Tiếp tục đây lại là một cái cần nữa. Làm đường lớn rồi nhỉ. Đó rồi. Đây nữa. Đây. Rất nhiều. Tuy nhiên là đã bị gỡ hết dây rồi. Đây. Có cái cây ngang qua là một cái bẫy. Đây nữa các bạn. Giờ làng này tìm gì đây? Đây là cây bôn dốc. Cái gì đây thầy? Cái gì? À cây. Cái gì xâm xâm gì đó. Phải không? Rau hùm. Rau hùm còn gọi là rau hổ. Nhưng mà rau hổ này nó mọc dưới đất chứ không phải là rau hổ trên cơ thể của con hổ. Lấy cái đó làm gì thầy? Đau bụng. Chữa đau bụng hả? Đau bụng là ăn vô là hết hả? Đấy, này, chúng ta đi theo chân của các già làng người Chiêng thì học được rất nhiều cái kinh nghiệm. Đây là một cái rừng lộ ô. Đây là nứa hay lộ ô nhỉ? Bo này chắc là lộ ô thôi. Đây các bạn, cái đường này, cái đường người ta làm bẫy này. Làm sao cái đường lớn vậy mà người ta làm bẫy ở chỗ này? Con gì đi qua đây? Làm bẫy thường thường là đi làm đường nhỏ chứ. Đường này là đường con mang với con nai đi thôi. Hình như là sâm ngọc linh thì phải. Dẫm lên cây sâm ngọc linh rồi. Ủa? Đi đâu chứ này? Thầy đi đâu chứ này? Mình đi theo gia làng thôi. Già làng năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 80. 80 à? Ừ. 80 mà đi rất nhanh nha các bạn. Mình chưa được một nửa tuổi của già làng mà chảy đuối cũng không kịp già làng rồi. Rất là khỏe. 80, ôi trời ơi, 80 còn đi rừng. Thế này thì thôi á. Đây là cây môn dốc. Tối quá, bật flash ra.
cái môn dốc. Cái môn này nó gần gần giống cái môn của nhà thôi, nhưng mà lá nó bầu, nó dài hơn. Cái loại cây này thì thường mọc ở bờ suối, nơi mát mẻ. Gần Tết rồi thấy lá dong lấy luôn. Cây đó có ăn mà. Cái nào? Cây cao cao. À tí nữa Gia Lan lại lấy rồi ăn thử cho con xem với nhá. Cho các bạn trên YouTube cùng xem nhá. Trời hơi tối. Xuống dưới suối nên là hơi tối. Để xem đây có một bụi to này thầy, phải không? Cái rau hùm ở đây đó. À, cái rau hùm. Rau hùm hay rau hùm? Rau hùm. Cái rau gì vậy? Môn dốc này ăn rất ngon đấy các bạn, nó có một cái vị thơm. Mình đã từng ăn rồi, ngày xưa mình cũng đi rừng mình ăn rồi. Cho nên là nói đến cái môn dốc này thì nó không lạ gì với mình lắm. Đây, Gia Làng 80 tuổi đây. Còn Phó Gia Làng năm nay bao nhiêu rồi ạ? Phó Gia Làng mới gần 60 thôi. Đấy, mang luôn một cái cung nỏ y như anh Hùng Núp ấy. Đây, anh Hùng Núp thời 4.0 ấy. Cái môn dốc có vẻ như là cũng không có nhiều lắm. À, có những cây thì còn rất là nhỏ. Ta đi theo Gia Làng đi. Theo Gia Làng 80 tuổi đỡ phải chạy hơn là đi theo Phó Gia Làng 60 tuổi. Thế mà theo còn không kịp ấy. Bí quyết để sống lâu đó là sống lâu sống khỏe đó là ăn rau rừng, uống nước rừng. Ăn thịt rừng. Rồi, lấy cây đó đi thầy. Đấy. Sao lại phải chặt khúc khúc để nghiên cứu cái gì à? Lấy đọt non nó cong ấy. À, chúng phải ăn cái gốc à? Gốc nó cứng dài ăn được. Cái cây này gọi là cây gì thầy? Dạ, giống riêng ấy. Cây thì giống cây riêng nhà mình. Như nó mọc ở trong rừng. Tên khoa học không biết là gì. Thông thường người ta dùng cái ruột non của nó để ăn sống cũng được đúng không thầy nhỉ? Ăn sống được và nướng lên có ăn được. Cây này thì ở đây rất là nhiều, nó giống cái riềng nhưng mà cành của nó vươn ra rất là dài, lá to dài. Còn kinh nghiệm để tại sao thầy không chặt những cái cành này? Đây, ví dụ như cái cành này. À, vậy là cái cây nào non thì mới có. Đây này thầy này, cái này non này. Đây dấu cả rừng này.
Gà rừng ở đây này. Gà rừng. Cái này non xong thời anh chặt. Cái này. Đây là dấu gà rừng ăn nha các bạn. Nếu như mà nó nằm ở đây thì có thể nó bị ăn một mũi tên. Đây, kinh nghiệm bẻ rau nha các bạn. Đây, cây này không biết là cháu cũng đã được đọc đến cái tên này rồi. Cái cây này nó có quả dưới gốc đúng không? Nó cũng thơm, quả nó cũng thơm. Quả cũng thơm, cũng ăn được. Yeah. Nhưng mà quên mất tên của nó rồi. Đấy, già làng 80 tuổi thì không cần đến dao rửa gì hết. Kinh nghiệm nhiều hơn nên là dùng tay thôi. Đấy. Đây là rồi. Ăn nó tay không mà đâu cần rửa rìu. Yeah. Ăn luôn được không già làng? Ăn xong á. Ăn luôn được không hay là phải nấu? Nấu thôi. Nấu ăn luôn. Ăn không ăn được mà. Ăn không không được như sa nhân. Nó có vị như thế nào? Sa nhân à, sa nhân à? Thề đây như... không phải sa nhân đâu. Đó. Hình như là cái sa nhân à? Quả sa nhân à? Đây, cây này cũng tương đối già rồi nhưng mà già làng vẫn biết là đang ăn được cho nên là đã bẻ nó xuống rồi. Già làng. Già rồi. Ủa? Ủa, cây bên đó kìa, cây cành bên kia non này. Cái đó không được hả thầy? Cây đó non mà. Được. Lấy cây xa xôi trước, cây gần lấy sau. Rồi mình đi theo già làng. Lá dong ở đây nhỏ nhỉ? Theo như kinh nghiệm của những người đã từng đi rừng ở khu vực này thì ban ngày ở đây thì yên tĩnh hơn ban đêm. Bởi vì ban đêm thì có rất nhiều lâm tặc hoạt động nên là máy móc, máy cưa hú ầm ầm, không ngủ được luôn. Thì để xem tối nay trường hợp đó có diễn ra nữa không các bạn nhé. Còn nếu trường hợp là lâm tặc lâm tặc mà ngang nhiên như vậy thì ta phải đặt một câu hỏi là tại sao trong khi đồn biên phòng thì ở gần đây. Tuy nhiên mục đích hôm nay mình đi review thì chỉ chủ yếu là theo các già làng ở đây để đi làm bẫy chuột thôi. Vậy là sáng mai mình mới đặt bẫy hả già? Tối nay là ăn chơi nhảy múa thôi đúng không? Bẫy cây ngàn đó. Làm cây ngàn. Nhiều lắm. Mà tại sao ở gần làng mình cũng có rừng mà sao mình không làm đó cho nó gần? Rừng có sâu không à. Hôm nay vượt cũng khoảng hơn trăm cái gần trăm cây số nhỉ, 60-70 cây ấy, mới 60-70 cây đi xe máy nha các bạn. Còn nếu mà đi bộ thì để được, đến được đây thì chắc 2 ngày. Đấy, tiếng máy cưa xa xa vẫn đang hoạt động các bạn, mặc dù là cận Tết rồi. Bữa nay là 24 rồi. 24 rồi mà lâm tặc vẫn đang hoạt động.
Tiếng máy cưa. Với cái mì này. Đây là cái mì hay sao này? Mì trước nó làm lán chỗ này mà. Dạ, có củ không? Không. Chuột nó ăn hết rồi. Trước nó có lán chỗ này. Dạ. Rừng này có cây lan không này ra nhỉ? Có hoa lan không nhỉ? Có chứ, đợi xem dòm này, dòm cái cây đó. Cái cây bên kia thì có vẻ nhiều nhưng mà không biết là lan gì, chắc lan tầm bậy. Cầm ống nhòm theo đấy mà lại không mang theo. Cầm ống nhòm thì em biết đâu lại có gặp được một cây giả hạc lên đấy nhỉ. Thôi review về cái cuộc săn lùng rau rừng thì tạm dừng ở đây. Có cái gì hot hơn thì mình sẽ tiếp tục quay cho các bạn xem. Bây giờ chúng ta sẽ tiết kiệm pin, tiết kiệm bộ nhớ. Rồi, đi hành trình kiếm rau đã quay về lán. Trời thì bắt đầu nhả nhem tối rồi. Và ở nhà thì đã có hai đồng chí nấu cơm sẵn rồi. Ồ, có cả cơm lam nè cơ à. Nước hả? Đun nước. À, đun nước. Do điều kiện trong rừng không có nồi nên là người dân đã nghĩ ra một cách nấu nước rất là thông minh. Nó chặt những chiếc ống lô và đốt. Mình cứ tưởng là cơm lam. Đây rau rừng thu hái được đây. Thầy này lấy cây nấm này về chi vậy? Thầy này hay mong. Không phải linh chi. Họ linh chi đấy, họ linh chi rồi. Rồi lên xuống cái này. Dạ. Gần linh chi, rất đẹp lắm. Để xem làm rau đã. Xong rồi mình sẽ lên kia quay, nghe nói có thác đẹp lắm, mình sẽ lên nó quay. Tối chúng tôi sẽ ngủ lại chỗ này nhé các bạn. Đây, ngủ chỗ này. Đây là biệt thự trong rừng. Ngôi biệt thự này đã để hoang trong rừng khá lâu rồi. Thì ở đây từ trên cái chỗ bên kia xuống thì đây là cái biệt thự thứ hai. Để chứng tỏ rằng là người dân vẫn thường xuyên ăn ngủ ở trong này. Tuy nhiên là mình hôm nay mình đã sắm cho mình một cái võng. Tắm. Đây là vòi sen tự nhiên. Dạ, phải lòng phong lan ạ. Đây là vòi sen nha các bạn. Còn ở biệt thự này cũng có người chơi phong lan nhá. Đây, phong lan được treo ở đây. Lan này thiếu điệp cho nên là không có sự sống. Rồi, mình theo suối này lên xem cái thác cao cao cách đây 200 mét. Đi một mình hy vọng nó không bị thú dữ nó bắt mất. Thú nào thấy mình thì chẳng sợ mình rồi. Thôi mình sẽ đi theo dòng suối này đi lên 200 mét để review cho các bạn một ngọn thác.
nghe già làng bảo là thác này rất là đẹp cho nên mình sẽ chịu khó đi một mình. Đây rồi, ngay đây rồi, rất là gần, mà bảo là 200 mét, tính ra thì mới có 50 mét thôi. Tuy nhiên lượng nước ít quá nên là có vẻ như không đẹp lắm các bạn. Trời tối rồi. Bạn nào mà có ý định mua gimbal chống rung Zizou Smart 4 thì hôm nay xem cái video của mình đây thì mình test rất là thực tế các bạn. Bởi vì mình đi trong rừng như thế là địa hình nó rất là nhấp nhô. Nếu như video có quá rung thì mong các bạn cũng thông cảm. Còn nếu nó mượt thì chứng tỏ là cái gimbal của chúng ta rất hiệu quả. Đây, may nó rất là gần. Tính ra nếu mà nước nhiều thì nó rất là đẹp nha các bạn. Đấy. Đó, nó tương đối cao, tầm khoảng 15 mét. Tuy nhiên cái lượng nước ít nên là chúng ta thấy nó không có được đẹp lắm. Thôi bây giờ mình quay về lán thôi. Rồi chúng tôi đang rửa rau. Mình sẽ để đây và đi làm rau nhé. Đi hái rau. Đây là mình nha các bạn. Đấy, nghe tiếng mình nha mọi người. Thấy mình. Nhiều thấy mình mặc quần rách đây các bạn. Rửa vậy thôi à, có phải bóc không? Bóc rồi vỏ ngoài á. Tước ra cái thứ vỏ ngoài. Muốn ăn được cái loại rau này phải bóc cái vỏ nó ra giống như chúng ta ăn môn đấy. Làm này lâu quá, bóc nó lâu quá. Thôi, làm rau thì như vậy thôi. Bây giờ mình tắt để mình lại mình làm cho nhanh nhé. Chuẩn bị nấu món mì nha các bạn. Đây là mì Lào. Ăn cắp của Lào. Cái gì của Lào cũng tốt, ví dụ như cồn Lào, chồn Lào. Giờ tới mì Lào. Mì Lào to. Mì Việt mà to cỡ này là hết ăn luôn. Đây là cái ống để tí là bỏ mì vào nấu. Thật là hấp dẫn nha các bạn. Ở thành phố các bạn không có món này đâu nhé. Ở rừng như mình mới được ăn món này ấy. Bở nha. Bổ sơ sơ cái. Bây giờ mình chưa kịp cài gimbal, mình cầm tay hơi rung các bạn. Bánh tinh, chắc ngon lắm đây. Nướng chắc ngon lắm ấy. Nhìn đã ghê. Ống nhỏ quá. Ống bự cái này. Đây này, có cái cây bự này. Đó, đây này. Như vậy chúng ta thấy là cũng là ống nứa, nhưng mà theo kinh nghiệm thì
cái ống to này nướng không thơm đấy các bạn, cho nên người ta không dùng. Ống đó hình như ống lộ phải không, to đó là lộ hả? Đây nữa. Còn đây là ống nứa, ống nứa thì nướng thơm mà lộ thì nướng không thơm. Bỏ vào được thì lấy ra không được, nhưng mà lấy ra thì bổ cái ống ra. Chưa chín mà nhìn đã thấy hấp dẫn rồi, đừng nói chín nha các bạn. Nhìn nó rất là bở, nhìn giống như luộc rồi vậy. Trắng tinh, trắng tinh luôn. Nhìn hấp dẫn quá, đang đói bụng mà nhìn cái này chảy hết nước miếng. Đấy, gia lan đã về. Chúng ta thấy gia lan đã bước tới và trên tay cầm một giò lan, lan rừng luôn. Đấy, rất đẹp các bạn. Hoan hô cho gia lan 80 tuổi. Gia lan 80 mà như thanh niên ấy. Bảo tạm đó đi cho là. Tối nay là một hành trình hấp dẫn đi bắt ếch. Mình thật là được có một cái cơ hội để trải nghiệm những cái điều rất là thú vị nha các bạn. Mình rất thích. Mình rất thích mấy cái vụ này. Tí là mình sẽ nướng cái củ này. Đây củ mì nhỏ tí là mình nướng. Bếp đang đỏ lửa và ngày mai chúng thấy là đây là người ta làm hẳn một cái dàn để phơi đồ rừng mà người ta bắt được, ví dụ như là cá này, chuột và ếch. Nếu như người nào có súng thì có thể săn được chim, được thú rừng. Còn đây là cái sạp để ngủ. Mình chỉ đã trang bị, ở đây thì hầu như ai cũng đưa cho mình một chiếc võng rồi. Mì là hở anh. Biên cái mẹ mà chuẩn. Tiếng y thầy. Nó là y hở. Chín là chín thì mời các bạn thưởng thức nha. Phần review về cách nướng luộc mì đến đây là tạm dừng. Tí là sau khi chín thì mình sẽ review cho các bạn xem mì nó có ngon không nhé. Ủa lượng con đèn dây bè gì nhỉ? Đó, gia làng bảo ống nứa này rất thơm. Còn ống nứa, ống lộ bên này là không thơm, mình không hiểu vì sao. Mình không biết. Chắc kinh nghiệm họ, ống này nó rất là mỏng các bạn. Mỏng. Ở bên trong này nó có vị ngọt ngọt hay sao mà vừa chặt ra bỏ đây là kiến bâu rất là đông, rất là nhiều này. Nó ăn cái nước kiểu này thôi. Ống này mà nướng thì rất là được nhiều. Tuy nhiên là người ta không dùng, kinh nghiệm người ta không dùng là vì nó cho ra cái đồ ăn nó không ngọt, không thơm. Đây là các thành viên trong đội trải nghiệm hôm nay. Trong lúc đang nướng mì thì chúng tôi chuẩn bị bữa cơm tối. Đây là bữa cơm tối của chúng tôi. Lẩu lao nha các bạn. Lẩu lao này. Cái này là canh, canh lao. Cái gì cũng của lao. Lẩu lao, canh lao. Không, chỉ có cơm là của Việt Nam thôi. Mời các bạn nhé. Ừ, ăn đi. Rồi.